suy nghĩ không tích cực ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào? Theo nghiên cứu, có khoảng trên 70% những người không khỏe ở một cơ quan, một bộ phận nào đó trong cơ thể là do suy nghĩ không tích cực, do căng thẳng gây nên. Vì khi đó, oxy chúng ta hít vào, nó chuyển hóa thành oxy hoạt tính, nó len lỏi đến từng tế bào và nó rất là độc, nó gây phá hủy từng tế bào của chúng ta. Ví dụ như khi bố mẹ nghe tin con của mình chơi bời nợ nần nhiều, cái cảm xúc bực tức, lo âu nó tăng mạnh mẽ đột ngột, có thể gây nhồi máu cơ tim. Nhưng nếu bố mẹ là người có sự hiểu biết thì có thể làm chủ được cái cảm xúc của mình, làm chủ được cái suy nghĩ của mình. Bởi vì cái tình huống đó đã xảy ra rồi thì chúng ta không thể thay đổi được nó. Thế nhưng chúng ta lại có thể thay đổi được cái suy nghĩ, thay đổi được cái cảm xúc của mình. Chúng ta có thể hít thật sâu, thở ra nhẹ nhàng vài hơi để lấy lại sự bình tĩnh. Vì tâm tĩnh mới sinh ra tuệ, và tuệ thì mới sinh ra pháp. Cũng giống như mặt hồ, khi nó thật sự là yên tĩnh và nước trong thì chúng ta có thể nhìn thấy dưới đáy hồ có gì. Nên có câu làm chủ suy nghĩ, làm chủ cảm xúc là làm chủ cuộc đời. Nếu anh chị mong muốn có một môi trường để rèn luyện làm chủ cái suy nghĩ, làm chủ cái cảm xúc của mình, giúp cho chúng ta khỏe mạnh và có nhiều điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống, thì hãy nhấn vào link dưới avatar của Hằng để tham gia nhóm học tập và follow kênh của Hằng để nhận được nhiều giá trị hơn nữa anh chị nhé. Xin cảm ơn các anh chị.